Xin chào tất cả các anh em, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em sử dụng bộ phát wifi. Nó có tên là OLAC WD680. Đây, trên tay mình đây là bộ OLAC. Bên ngoài của sản phẩm thì chúng ta khi mua về thì nó sẽ có một cái hộp y chang như thế này. Đó. Cái này là mình đã đập siêu rồi ha. Đó. Phía bên ngoài thì nó có hiển thị những cái thông tin, mã số sản phẩm này, kết nối thiết bị này, nó có kết nối được là Android này, iOS này, Windows này, macOS này, Linux này. Phía bên ngoài sản phẩm á, phía sau nó có cái email và mã serial number ở trên này. Bây giờ mình sẽ mở cái thiết bị ra và cho các bạn thấy phía bên trong của nó. Đây ha. Đầu tiên khi mở thiết bị ra thì sản phẩm nó có một cái cục pin này. Đây là pin chính hãng của nó luôn nha. Đây, một cục pin này. Trên pin thì nó có ghi cái thông tin. Đó, là pin này là dung lượng 2001 mAh. Đây. Và một cái dây sạc. Đây, dây sạc này là dây sạc micro. Đấy. Và một cục phát wifi. Đây. Cục phát wifi này là cục phát OLAC này. Đó. Khi chúng ta mở phía sau này ra thì nó có cái tên wifi và mật khẩu wifi phía sau nắp này. Đây là tên wifi và mật khẩu sạc wifi. Nó sẽ có hai cái khe lắp, một là khe lắp sim, hai là khe lắp thẻ nhớ. Thẻ nhớ là ở đây, còn thẻ sim ở đây. Đó. Ví dụ chúng ta mua một cái sim về thì sim nó sẽ có ba cái khung, thì chúng ta lấy cái khung thứ hai ra để lắp vào thiết bị. Đây, cái chỗ này là chỗ lắp sim ha, đẩy xuống này, lắp sim vào này. Lắp sim vào. Thiết bị này thì giá rẻ, nó dao động tầm khoảng là 600-700 ngàn. Nhìn thì nó giống những cái thiết bị của Viettel, Tenda. Bên mặt trước của sản phẩm thì nó có hiển thị những cái thông tin như sau. Thứ nhất là cái đèn này, pin này, hộp thư này, rồi phát wifi này. Bây giờ mình sẽ bỏ pin này vào rồi mình test cho các bạn xem, để hướng dẫn các bạn là sử dụng cục phát này luôn. Thứ nhất là mình vào mình thay đổi thông tin, thay đổi mật khẩu. Đó. Còn một thứ nữa ha. Nó có một cái tờ giấy hướng dẫn này. Cái này là hướng dẫn bằng tiếng Anh nha. Đây, hoàn toàn bằng tiếng Anh hết. Chúng ta có thể đọc thông số ở trên này. Bây giờ mình sẽ lắp pin vào, mở nguồn. Phía trên mặt bên hông của sản phẩm á, thì nó có hai nút này, nút nguồn này. Mình ấn giữ nút nguồn này là nó sẽ khởi động này, đèn nó bắt đầu sáng. Nút thứ hai là nút WPS. Lúc này á thì chúng ta có thể là kết nối không cần phải bằng mật khẩu wifi. Đó. Bây giờ mình bật nguồn lên ha. Khi bật nguồn thì cái đèn này nó báo hiệu sáng màu đỏ này, chuẩn bị nó sẽ sáng lên màu xanh thì nó sẽ còn pin. Rồi tất cả các đèn còn lại nó sẽ tự động mở lên. Đấy, nó chớp lên một phát này. Đó, nó đã lên rồi ha. Đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái điện thoại của mình ra, mình kết nối wifi. Và phía mặt sau này là cái tên wifi, mật khẩu wifi đây. Đây, bây giờ mình sẽ kết nối. Mình mở điện thoại của mình ha, vào phần cài đặt. Rồi. Tìm kiếm cái tên wifi. Đây, OLAC này. Đây, nó tương ứng với lại OLAC ở trên này ha. Rồi, mật khẩu này. 8711 3951. Rồi mình kết nối. Rồi mình kết nối thành công rồi ha. Rồi bây giờ mình muốn thay đổi tên và mật khẩu thì chúng ta vào trình duyệt là Chrome. Đây mình vào trình duyệt Chrome này. Bấm 192.168.0.1 ha. IP để vào trang thông tin của sản phẩm này là 192.168.0.1. Đó, mình đã vào trang chủ của nó. Khi chúng ta vào á thì nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập cái password để vào trang đăng nhập. Nó là admin đấy các bạn. Rồi. Đó, thì giao diện của nó thì giống như cái con OLAC USB hôm bữa thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là thay đổi tên và mật khẩu trước này. Tên và mật khẩu thì vào setting, wifi setting, nó hiển thị chỗ này luôn. Đó, khi mà chúng ta vào wifi setting, ở trong phần wifi setting nó có là
Network Name SSID, đây là tên Wi-Fi. Cái phần này là tên Wi-Fi này. Còn cái phần này, cái phần mà bát này này, đó, mình hiển thị lên ha, đó là mật khẩu Wi-Fi. Bây giờ mình muốn thay đổi tên và mật khẩu thì chúng ta chỉ thay đổi hai dòng này. Mình ví dụ ha, mình thay đổi là, mình thay đổi là tên Wi-Fi của nó là Wi-Fi 4G đi. Wi-Fi 4G. Rồi, mật khẩu Wi-Fi này, mật khẩu là chúng ta phải bắt buộc là 4 ký tự nha các bạn. Mình thay đổi đơn giản cho nó dễ vào đi, 1 2 3 4 5 6 7 8 đi. Rồi. Rồi bắt đầu chúng ta apply lại. Rồi, chúng ta apply như vậy á là nó đã xong rồi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ kết nối với thiết bị này. Các bạn thấy là tên Wi-Fi 4G đây ha, Wi-Fi 4G. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vào này. Kết nối. Rồi. Đó, mình kết nối được rồi này. Rồi bây giờ mình sẽ là service test đi. Service test sản phẩm này như nào. Tốc độ này là tốc độ 4G nha các bạn. Đó. Đây là mobifone. Đó, mobifone thì nó đạt ở cái mức tầm này là ổn rồi đúng không ạ? Upload 27. Nếu các bạn dùng Viettel hoặc là Vinaphone thì tốc độ này nó sẽ cao hơn một xíu. Đó. Rồi, tốc độ này thì các bạn có thể là lướt web này, mọi thứ là ok hết. Đó. Rồi, như vậy là xong ha. Rồi. Mình đã hướng dẫn cho các bạn cách đổi mật khẩu rồi. Thì bây giờ các bạn muốn mua sản phẩm thì mình sẽ để link ở phía bên dưới. Các bạn muốn mua thì các bạn có thể truy cập vào trang web của wifishop.com.vn hoặc là wifishop.vn để đặt hàng. Rồi chào tạm biệt các bạn.